Lốc là một luồng gió xoáy hình phễu, xảy ra đột ngột và diễn ra trong thời gian ngắn, di chuyển rất nhanh trên mặt đất hoặc trên biển. Tại Việt Nam, lốc được coi là một trong 19 loại hình thiên tai mà pháp luật quy định các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị sẵn phương án để ứng phó. Lốc có sức gió mạnh tương đương hoặc lớn hơn sức gió bão, tức là từ 60 đến 500 km/h. Tuy nhiên, phạm vi của lốc thường hẹp, chỉ từ vài km vuông đến vài chục km vuông. Ở Việt Nam, lốc xoáy được xếp thành hai cấp độ rủi ro thiên tai. Cấp 1 là lốc trên phạm vi nhỏ và cấp 2 là lốc trên phạm vi rộng. Lốc xoáy về cơ bản là không thể dự báo. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến lốc xoáy. Một là do nhiễu động mạnh của không khí. Hai là lốc xoáy hình thành từ rìa của các cơn bão. Và ba là khi mây đối lưu phát triển mạnh. Điểm nguy hiểm nhất của lốc xoáy là sức gió cực mạnh và áp suất thấp phía bên trong cột gió. Mọi thứ nằm trong cơn lốc sẽ bị hút lên cao. Tốc độ gió trong lốc xoáy có thể lên tới 500 km/h, tức là lớn hơn gió bão nhiều lần. Lốc xoáy ở Việt Nam có những trận hết sức dữ dội. Ví dụ như chiều ngày 23 tháng 6 năm 2011 tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Một trận lốc xoáy hoạt động chỉ trong vòng 10 phút nhưng đã làm 2 người chết và hàng trăm người bị thương. Trận lốc xoáy này được đánh giá là hết sức nghiêm trọng, làm gần 900 căn nhà tốc mái và 16 nhà đổ sập. Vào chiều ngày 20 và 21 tháng 4 năm 2015, nhiều trận lốc xoáy cũng đã quét qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó có các huyện Đạ Hoai, Đơn Dương, Di Linh và một số điểm tại thành phố Đà Lạt. Lốc đã khiến hàng trăm căn nhà bị tốc mái, nhiều vườn cây ăn trái và cây lâu năm của người dân bị ngã đổ. Riêng tại huyện Đơn Dương, trên 300 hectare rau màu trồng ngoài trời và khoảng 18 hectare nhà kính đã bị sập, gãy đổ. Trong tuần đầu tiên của tháng 5 năm 2015, người dân hàng loạt các huyện vùng núi của Nghệ An đã phải đối mặt liên tiếp với 10 trận lốc xoáy kèm theo mưa đá. Hậu quả là hơn 500 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng trăm hectare lúa, hoa màu đã bị thiệt hại. Không nên làm nhà tại các nơi trống trải, giữa các cánh đồng, ven làng, ven sông, ven biển, trên đồi cao hoặc giữa hai sườn đồi, sườn núi. Không nên xây nhà mảnh và dài, nhà thiếu kiên cố. Nên làm nhà tập trung thành từng khu vực, bố trí các nhà nằm so le với nhau. Chọn kích thước nhà hợp lý, tăng cường kết cấu xung quanh các phòng dùng làm chỗ trú ẩn cho người khi thiên tai xảy ra. Kết cấu công trình nhà ở phải có liên kết chặt chẽ và liên tục từ mái tới móng theo cả hai phương ngang và phương thẳng đứng. Ưu tiên hệ thống kết cấu gồm cột và dầm tạo ra một lưới không gian có độ cứng tốt. Nền nhà phải được đâm chặt hoặc đóng bằng cọc tre. Tường nhà phải đảm bảo độ bền chịu gió đẩy. Cửa phải kín gió, bản lề trổ sâu vào tường. Nếu là cửa sắt, khung cửa phải có thép đuôi cá và được chèn cẩn thận vào trong tường. Nếu là cửa liếp, cửa gỗ, nên gia cường thêm các thanh chữ Z buộc hoặc đóng đinh cẩn thận. Đối với nhà mái ngói, nên sử dụng ngói có lỗ buộc, nên dùng dây thép F2 buộc ngói vào ly tô và cầu phong. Cần đóng chặt các cửa cổng, che phủ kín chống mưa, sẵn sàng vải che mưa, ni lông, mũ cứng. Chặt tỉa các cành, nhánh của các cây cao dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà hoặc gần lưới điện. Đưa người, trẻ em, người bệnh và gia súc về vị trí an toàn. Cắt tạm thời các thiết bị điện, đài, rút các phích điện. Kiểm tra túi thuốc cấp cứu của cá nhân và gia đình. Nếu ở trên biển, tàu thuyền phải có đủ phao cứu sinh. Toàn bộ thủy thủ, thuyền viên phải được mặc áo phao khi đang ở trên biển. Khi thấy biển động, tàu thuyền phải nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Tổ chức hợp lý đội hình khai thác trên biển theo tổ, đảm bảo cự ly và khoảng cách hợp lý giữa các thuyền để có thể hỗ trợ nhau khi gặp nạn. Không nên nhìn thấy lốc xoáy thì đứng tò mò xem, vì không thể biết được đường đi của lốc sẽ như thế nào. Khi có lốc, không nên ở trong những ngôi nhà có vòm lớn, mái cong, mái dài, lợp ngói hay fibro xi măng hoặc tôn mọng, vì chúng có thể sụp đổ. Tuyệt đối không trú ẩn trong xe hơi hoặc các nhà di động vì chúng có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Không được lội qua sông lúc đang có lốc. Các hộ dân có nhà kiên cố cần phải cho phép người ngoài vào nhà mình trú ẩn khi xảy ra lốc xoáy và gió giật. Khi trú ẩn ở trong nhà, nên núp dưới các bàn gỗ chắc, dùng đệm và chăn che lên trên. Nếu đang đi trên đường, đang trên đồng ruộng, cần tìm ngay nơi trú ẩn, xa các đường dây điện, các cây và các kiến trúc dễ đổ vỡ, ngồi thấp và thu mình. Khi tìm nơi trú ẩn, nên tìm các nhà kiên cố,
tránh núp dưới bóng cây hoặc các nhà tạm bợ dễ bị ngã đổ gây tai nạn. Nếu đang ở trên đồng không tìm thấy nơi trú ẩn thì nên chui xuống một cái rãnh hoặc mương sâu gần nhất, che đầu cẩn thận để đề phòng đất đá hoặc các vật cứng rơi xuống. Nên đội mũ cứng hoặc mũ bảo hiểm để che đầu, phòng các vật rơi hoặc mưa đá gây chấn thương sọ não